mới được. Anh nhìn sẽ phải phụ nữ không? Em à? Thì em hay không thì, nhưng mà hỏi em có phải là đâu còn bà không? Em đeo còn vừa không? Chị đeo vừa không? Em đeo đúng vừa không? Thì ở trong ô tô mà đeo kính châm mà. Thế nào? Nhưng để xuống. Nhưng mà cái mắt kính nó nhỏ hả? Thì để đeo kính châm mà trong ô tô em biết được. Hồ đấy không có à? Hồ đấy hộp giống à? Ok, trong ô tô mà đeo kính râm có cầm cái đeo kính này ra ngoài đâu em? Trong ô tô ai nhìn thấy? Giờ làm việc 9 giờ hơn mà đông người hả? Giờ tao đang đi làm nha. Thực ra giờ làm qua rồi, đến 8 giờ là hết rồi. Nói chung là toàn người rảnh giống như mình nhá hả? Do cái thằng trước nó phanh đột ngột thế nó khoảng cách cũng còn mà nó cứ phanh đột ngột, nhưng không sao cả, mình đâu đi tốt, em là không đi được đúng không? Em là nhìn là sợ, sợ của em bây giờ không đi được, không đi đâu mà nhìn. Em cứ khoảng cách với người trước một nửa cây số là được, nếu đi 100 cây số giờ thì khoảng cách 50m là được, đủ thời gian phanh mà. Cứ giống như này, 100 cây số giờ thì 50m là được. Chứ hồi xưa chỗ này cây cối nó phủ lên trông nó để cho nó trống trải. Thương non sông tôi gạt nước mắt vơi,
chết bẩn nó văng kính.
thằng trước là Q8 nó còn đi cũng thế, cỡ 230 km/h giờ nó vượt hơn, vượt mình mất phút. Biết đường đi chưa? Đây ra đây đến xã An Lâm, xong A3 này, A Trai, xong đến Frankfurt, Ốt ấy, thì bắt đầu rẽ vào. Đây Frankfurt Süd, đây là kia Frankfurt Ốt, chỗ Bắc ấy. Trăng vàng
661 đấy, nhìn vào con đường đấy. Thank you.
chưa vào chưa nhờ Latina rồi. Hôm qua như để quần kia cho thằng Henry ấy, cái đấy thắt nút lại cho nhỏ nhỏ. Hôm qua vào bên đâu đấy, em mua rồi anh đứng phía ngoài thôi. Anh nhớ phải mua cái này treo đây này. Đây là cái biển cấm luôn đấy, nhất là cái chỗ sau cái xe kia được, nhưng mà này chỗ này được đấy, nhưng mà